Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh phồng tôm chiên nhưng mà mình không cần dầu. Với cái cách làm này thì mình sẽ có được những chiếc bánh phồng tôm giòn, xốp, thơm ngon. Và đặc biệt là cái bánh phồng tôm rất là khô ráo, nó không dính một chút dầu mỡ nào hết. Nó vẫn giòn xốp giống như là các bạn chiên bằng cách thông thường vậy đó. Các bạn thấy không? Nhưng mà ăn thì rất là thơm ngon luôn. Nếu như mà các bạn muốn biết cách chiên bánh phồng tôm không cần dầu thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ để làm bánh phồng tôm chiên mà các bạn không cần dùng dầu thì các bạn sẽ cần cho mình là muối. Mình sẽ sử dụng cái phần muối để mình chiên bánh phồng tôm nha các bạn. Đây ha, đây là bánh phồng tôm nè. Thì ví dụ như có nhiều bạn rất là thích ăn cái bánh này nhưng mà mỗi lần mình chiên nó nhiều dầu á, ngán. Rồi những bạn mà thừa cân béo phì nữa ha, thì mình không dùng dầu mà mình dùng muối. Cách chiên thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo. Mình sẽ cho muối vào đây. Đây bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Mình chiên như vậy nó không có mặn đâu nha các bạn. Khi mà các bạn bật lửa lên á, các bạn chờ cho cái muối mình nó khô. Nó khô thì nó sẽ sinh ra nhiệt ha các bạn. Thì mình cho bánh phồng tôm vào mình chiên á, thì cái bánh phồng tôm mình nó nở ra và nó không có bị mặn. Nếu mà mình chiên mà lúc mà cái muối nó còn ướt như thế này nè, là cái nước ở trong muối á các bạn nó còn á, nó sẽ thấm vào trong cái bánh phồng tôm, mình ăn cái bánh phồng tôm nó sẽ bị mặn chát luôn, ăn không được. Nên là các bạn chiên bằng muối thì các bạn lưu ý ha, là mình phải rang muối trước để cho nó khô rồi mình mới chiên bánh phồng tôm. Rồi khi mà cái muối mình nó bắt đầu nó nóng rồi đó các bạn, nó nóng và nó khô rồi nè, mình sẽ cho bánh phồng tôm vào ha. Đây các bạn, cái việc là mình vùi cái bánh phồng tôm của mình á các bạn ở dưới muối á, thì nó sẽ nở ra ha, nó nở phồng ra nè. Nó các bạn thấy không, cái bánh phồng tôm nó nở á, nó sẽ đội cái muối lên luôn đó các bạn thấy không. Đây ha các bạn ha, bánh phồng tôm sau khi mà các bạn chiên xong rồi đó mình gấp ra ha, mình chỉ việc là vùi nó dưới muối cho nó nhanh. Đó, khi mà cái muối mình đã đạt được cái độ nóng á các bạn thì mình sẽ chiên những cái mẻ sau nó sẽ nhanh hơn ha. Mình chỉ việc là mình vùi cái bánh phồng tôm á dưới muối á cho nó nhanh. Đó các bạn thấy không? Đây, đó, những chiếc bánh phồng tôm mình rang mình chiên bằng muối nè. Nói chung cái bánh phồng tôm mà mình chiên bằng muối như thế này á thì nó sẽ không có nở to giống như là các bạn chiên bằng dầu. Nhưng mà bù lại á, thì nó sẽ không có một chút dầu nào hết. Mình ăn không có bị ngán ha các bạn. Nó giống như là một cái món bánh snack mà các bạn hay ăn vậy đó. Nó không có chút dầu nào hết luôn. Rồi ha, thì đây chính là cái tô bánh phồng tôm mà mình chiên bằng muối. Về cái muối sau khi mà các bạn chiên bánh phồng tôm á thì mình có thể là mình để lại để mình rửa rau ha. Hoặc là mình làm những cái món mình rang muối, ví dụ như là gà mà các bạn nổ muối đó thì các bạn có thể vẫn có thể tận dụng được cái phần muối này. Hoặc là các bạn rang hạt dẻ cũng được ha. Rồi đây là cái bánh phồng tôm mình rang muối. Bánh phồng tôm thì nó cũng sẽ nở ra, nó nở xốp, ăn nó giòn và nó không có dính một chút dầu nào hết ha các bạn. Đó, dành cho những bạn nào mà không muốn ăn bánh phồng tôm mà có dầu đó thì các bạn làm cái cách này. Mặc dù là một cái mẻ bánh phồng tôm như vậy thì không phải là cái nào nó cũng nở ha các bạn. Sẽ có cái nó bị chai kiểu như thế này ha, nó nở được phân nửa và cái phân nửa nó bị chai đó ha, khoảng vài cái nó bị như thế này ha. Thì nói chung là mình ăn rất là ngon, ăn nó giòn, nó xốp và nó thơm, nó không có bị ngấy cái dầu ha. Nhai nó giòn rụm trong miệng gì đó, nó rất là ngon. Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh phồng tôm rang muối. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.